Quý khán giả đang trở lại với phần tin Hoa Kỳ. Tin tức đã cho hay là Hoa Kỳ tuyên bố tẩy chay hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nam Dương nếu như Nga được mời tham dự. Bộ trưởng Tài chính Nga, Hoa Kỳ, thưa quý vị, Janet Yellen đã khẳng định rằng cần phải trục xuất Nga khỏi nhóm 20 quốc gia phát triển nhóm G20 và tuyên bố sẽ tẩy chay một số cuộc họp nhóm G20 nếu có sự hiện diện của viên chức nước Nga. Bà Yellen đã tuyên bố như trên tại phiên điều trần của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Tư, và cuộc họp thảo luận vấn đề tài chính của khối 20 năm nay sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm nay tại Nam Dương, là quốc gia giữ chức chủ tịch nhóm G20 và hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo diễn ra theo kế hoạch tại Bali vào tháng 11. Nga cũng cho biết ông Vladimir Putin dự định sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh cuối năm nay. Các chuyên viên tài chính thế giới đã cho rằng Nga đã bị loại khỏi nhóm G8 sau khi sáp nhập Crimea từ năm 2014, nhưng việc loại Nga ra khỏi nhóm G20 sẽ phức tạp hơn vì cần có sự đồng nhất để ban hành. Về phần Trung Quốc và Ấn Độ, có thể không đồng ý đuổi Nga ra khỏi nhóm G20. Và hàng chục ngàn người tham dự buổi cầu nguyện hôm thứ Sáu vào tháng Ramadan ở Al-Aqsa tại Jerusalem. Hàng chục ngàn người đã đổ xô đến đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem hôm thứ Sáu, đầu tiên của tháng Ramadan, để cầu nguyện, bất chấp mối đe dọa có thể xảy ra các vụ xung đột bạo động giữa Do Thái và người Palestine trong tháng lễ Hồi giáo như là năm rồi. Từ sáng sớm, cư dân của thành phố Bethlehem và Ramallah của West Bank bị chiếm đóng đã xếp hàng tại các trạm kiểm soát của Do Thái để chờ vào thăm Al-Aqsa. Sau 2 năm phong tỏa để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm COVID-19, thì chính phủ Do Thái đã cho phép một số người Palestine có giấy tờ từ West Bank đến Jerusalem. Thủ tướng của Do Thái là ông Naftali Bennett đã đặt lực lượng Do Thái khắp đất nước vào tình trạng báo động để kịp thời đối phó với các cuộc xung đột nếu xảy ra. Vài ngày trước khi bắt đầu tháng Ramadan, nhà lập pháp cực hữu của Do Thái là Itamar Ben-Gvir đã đi thăm Temple Mount và bị người Palestine coi là hành động khiêu khích, một trong những địa điểm nổi bật nhất của Trung Đông. Và tin tức cũng cho hay cuộc xâm lược của Nga thúc đẩy hiện tượng thông tin giả ở trên mạng. Tin tặc đã liên kết với Nga đột nhập vào tài khoản mạng xã hội của hàng chục sĩ quan quân đội Ukraine và cố gắng loan tải các phim về những người lính Ukraine đầu hàng. Âm mưu này bị phá vỡ khi tin tặc đang thao tác, theo một báo cáo từ ngày 7 tháng 4 từ Meta. Báo cáo từ chủ sở hữu của trang mạng Facebook và cả trang Instagram đã cho thấy sự gia tăng nội dung liên quan đến cuộc xâm lược Ukraine của Nga, cũng như các trường hợp thông tin và tuyên truyền xuyên tạc mới trong nội địa cũng như ở nước ngoài. Ông Nicholas, chủ tịch về các vấn đề toàn cầu của Meta và cũng là cựu phó thủ tướng Anh, đã cho biết, trong khi phần lớn sự chú ý của công chúng trong những năm gần đây tập trung vào sự can thiệp của nước ngoài, các mối đe dọa nội địa đang gia tăng trên toàn cầu. Và theo báo cáo, Nga cũng như các đồng minh là những thủ phạm chính, với các nhóm có liên hệ với Điện Kremlin phát tán thông tin sai lệch về cuộc xâm lược Ukraine, trong khi khuếch đại các thuyết âm mưu thân Nga ở quê nhà. Quay sang với tiểu bang Texas, thì thống đốc của Texas là ông Greg Abbott dọa sẽ đưa di dân bất hợp pháp lên xe buýt để đến Hoa Thịnh Đốn, chỉ trích kế hoạch hủy bỏ hiệu lực của điều khoản 42 của chính phủ Tổng thống Joe Biden bắt đầu vào tháng tới. Thì thống đốc của tiểu bang Texas tuyên bố sẽ thực hiện hành động chưa từng có để giải quyết làn sóng di dân bất hợp pháp đổ xô đến biên giới Hoa Kỳ và Mỹ Tây cơ, xâm nhập lãnh thổ tiểu bang của ông. Tin cho hay là Trung tâm Kiểm soát và Bài trừ Dịch bệnh Hoa Kỳ sẽ kết thúc hiệu lực thi hành điều khoản 42 vào ngày 23 tháng 5, vốn đã được ban hành dưới thời của cựu Tổng thống Donald Trump, để đẩy lùi di dân vượt biên bất hợp pháp sang lãnh thổ của Hoa Kỳ. Thống đốc của Texas hôm thứ Tư cho biết, đã ra lệnh cho lực lượng quân đội của tiểu bang chặn xét xe cộ qua lại để kiểm tra, đồng thời sẽ thuê xe buýt để đưa di dân đến Washington DC, trao cho giới chức thẩm quyền của chính phủ Tổng thống Joe Biden. Và thống đốc của Texas cũng cho rằng đây là các biện pháp bảo vệ sự an toàn của tiểu bang trước làn sóng di dân bất hợp pháp đổ xô đến từ biên giới phía nam của Hoa Kỳ. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư, thống đốc Abbott cho biết là trong năm qua đã điều động 10.000 nhân viên vệ binh quốc gia Texas đến biên giới phía Nam để ngăn chặn dòng di dân bất hợp pháp, bắt hơn 200.000 di dân lậu và 11.000 thành viên băng đảng đã buôn lậu ma túy và tội phạm hình sự. Thống đốc của tiểu bang Texas cũng thông báo việc thiết lập các chốt kiểm soát trên các con đường dẫn đến thị trấn biên giới của tiểu bang Texas.
không chịu thua kém, thống đốc của Florida là Ron DeSantis, hôm thứ Tư cũng tuyên bố sẽ dự tính đưa di dân bất hợp pháp đến Delaware là quê nhà của Tổng thống Joe Biden. Và một thống kê đã cho hay là đơn vị trợ cấp thất nghiệp giảm đến mức thấp nhất từ năm 1968, còn khoảng 166.000 trường hợp. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần ở Hoa Kỳ đã giảm xuống, còn 166.000 vào tuần trước, mức thấp nhất trong hơn 53 năm kể từ năm 1968. Đây cũng là con số cho thấy các nhà máy đang thiếu hụt người lao động trầm trọng và thị trường nhân dụng khoảng 5 triệu việc làm, nhiều hơn số người làm việc. Tình huống khiến các công ty phải tăng tiền lương, một yếu tố làm gia tăng tỷ lệ lạm phát. Giới chức quỹ dự trữ của liên bang FED đã quyết định tăng lãi suất để hạn chế nhu cầu tiêu thụ tăng vọt, trong khi hệ thống cung cấp vẫn chưa được khai thông. Bất chấp nhiều chướng ngại của nền kinh tế, việc tuyển mộ vẫn tăng nhanh, với số việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp tăng gần 1.7 triệu trong quý đầu tiên của năm 2022. Quý vị vừa theo dõi xong phần tin thế giới cũng như Hoa Kỳ. Sau đây chúng tôi xin được lược qua các phần tin chính của Á Châu Việt Nam. Và sau đó xin mời quý vị theo dõi phần bảo trợ của các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho phần tin tổng hợp cuối tuần hôm nay. Người Nga đổ xô đến Trung Á mở trưng một ngân hàng né lệnh trừng phạt. Tìm thấy hai thi thể nạn nhân đi trên tàu Nam Hàn mất tích gần Đài Loan. Người Trung Quốc tranh cãi chiến lược không Covid. Năm ngư dân Việt Nam đánh cá bất hợp pháp ở vùng biển Narathiwat của Thái Lan bị bắt. Thầu xây dựng phi trường Tân Sơn Nhất bị chỉ trích vì chậm chạp thực hiện công trình.